Welcome to Miss Hunt's English class. Cô Hân xin chào các con học sinh lớp 1. Cô mời cả lớp cùng khởi động qua một bài hát. Hôm nay cô dạy các con đơn vị bài học số 4, Unit 4, In the Bedroom, trong phòng ngủ. Bài học số 1, Lesson 1. Các con hãy lật sách tiếng Anh lớp 1, trang số 17 để các con theo dõi bài. Cô mời các con cùng quan sát tranh. Đây là cảnh trong phòng ngủ. Có một bạn nam đang ngồi ở tại bàn để học bài. Ngay cửa ra vào có một chú chó. Và trên giường ngủ có một chú vịt con đồ chơi. Cô mời các con cùng lắng nghe bài. 1. Listen and repeat. D. D. Duck. Desk. Door. Dog. Các con xem, đây là cảnh trong phòng ngủ và trong phòng ngủ ta có từ tiếng Anh là in the bedroom. In the bedroom. Letter D sau the. Mẫu tự trong bảng chữ cái tiếng Anh là D và phát âm là the. Letter D sau the. Con chó là dog, dog. Con vịt, duck, duck. Cái cửa, door, door. Cái bàn, desk, desk. Repeat after me. Các con hãy lặp lại theo sau cô. D, D. Dog, dog. Duck, duck. Door, door. Desk, desk. One. Listen and repeat. Phần số 1, các con hãy lắng nghe và lặp lại. One. Listen and repeat. D. D. Duck. Desk. Door. Dog. Two. Point and say. Chúng ta sang phần số 2. Hãy chỉ vào tranh và nói. Các con hãy chỉ vào tranh và cùng nói theo cô. D, D, dog, door, desk, duck. Chúng ta cùng làm lại một lần nữa. D, D, dog, door, desk, duck. Chúng ta cùng thực hiện lại, nhưng lần này các con chỉ vào tranh và nói không có sự xuất hiện của các từ. D, D, dog, door, desk, duck. Các con cùng thực hiện lại. D, D, dog, door, desk, duck. Cô mời cả lớp cùng ôn lại tất cả các từ đã học trong ngày hôm nay. D, D, duck, desk, door,
dog. Thank you for joining us. Goodbye. See you later. Cô Hân chào tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con vào buổi học sau.